Hồi nãy em nói với anh là lấy cái tiếng ở trên đàn chỉnh luôn. Là ở trên này nó có những cái bộ tiếng mà nó gần giống với là nhạc Việt Nam. Gần giống thôi chứ không hoàn toàn là giống. Thì là mình sẽ chọn những cái tiếng ở trên này mà mình vô ở cái dòng sinh thì mình chọn này. Đó, kéo kéo cái con này đi. Đây. Kéo cái con này đi, anh sẽ có nó nhiều thứ, ví dụ như là ehu. Tiếng ehu là tiếng đàn cò, cò Trung Quốc á. Đó, tiếng đấy, tiếng này bi-ba. Tiếng này ao, banjo, koto. Nhưng mà những cái tiếng này sẽ không hay nếu mình không biết chỉnh. Đó, mình sẽ lấy những cái tiếng mà bộ sample người ta làm á thì nghe nó hay hơn. Xem là cái xem lơ đấy. Dạ, sampler á. Dạ, thì nó hay hơn. Thì mình lấy tiếng sample á, mỗi người sẽ thu nhiều bộ khác nhau nhưng mình lấy nó vẫn đỡ hơn là cái tiếng ở trong đàn. Đó. Đó. Thôi, anh nhấn cái nút số 5, dưới chân số 5. Nhấn dưới số 5. Bây giờ nó tiếp tục là Tiếp tục sửa tiếng. là tiếng này canh Dạ. nhắn Nhấn số 5. Nhấn vào tiếng đàn tranh xong nhấn số 5. Ok. Vào số 5. Dưới chân á, nhớ là ghi rõ, ghi rõ là dưới chân đó chưa? Anh nhớ là trên đầu nó không có nhận là mất công nữa. Là nó thành cái khác, cho nên là mình nhiều khi mình cũng phải phải đúng cái vị trí của nó nhỉ. Rồi, tắt tắt máy để tí nữa, gọi lại sau đây. Đang bận thôi, gọi lại cho 5 phút nó gọi lại thôi. Ok. Tiếp theo, mình chọn được một tiếng đàn tranh rồi, anh và quý vị các bạn có thể sửa nó bằng cách nào? Nhấn vào số 5 thì nó sẽ hiển thị trên cái bảng tablo của mình là như thế này. Đầu tiên á, volume, vol á, volume mấy á, volume 6 mấy 8 nó chưa đủ này. Anh dùng cái này anh kéo lên, hoặc là dùng con chuột này anh di chuyển về bên phải. Cái này là anh nói âm lượng là trên dưới à? Dạ đúng rồi, đây là dưới đây trên đó. Đè vô xong lấy cái này quay cho nhanh. Bật cái điệu lên nghe thử. Bắt đầu nghe này. Anh nghe cảm thấy nó hợp lý với bên này rồi thì anh để vậy, còn nếu không thì anh hạ xuống. Anh bảo ui sao mà to quá kia ơi. Đấy, cho là chung. Ôi nhỏ quá. Thôi mình cho lên nó 102, 104 gì đó. Hợp lý này. Bây giờ nó đang thiếu cái gì? Cái này nằm lớn nhỏ nào vị trí số 1 à? Dạ, lớn số 1 lớn nhỏ ghi luôn. Số 1 là lớn lớn hoặc là nhỏ. Anh một cái anh nhớ là đó, tùy vào cái tai của mình. Mọi người thích nghe, có người thì thích to như thế này nè. Nhưng mà ngay cái dòng cái cây này là để chỉnh lớn nhỏ. Phải không? Dạ. Rồi, ok. Tiếp theo nhá. Lớn nhỏ được chưa? Đây đây này, ngay. Ngay số 1. Số 1 là lớn nhỏ. Đây, cứ ghi số 1 là vặn to vặn nhỏ được. Vậy là ok rồi. Để chỉnh âm á. Chỉnh âm, đúng rồi. Chỉnh âm lượng á. To nhỏ. Nó gọi là volume. Volume nó quyết định cái to nhỏ của cái đàn là nó đấy. Vô Lâm hả? Dạ. Thì âm lượng đi, ghi tiếng Việt cho nó dễ hiểu. Volume là cái gì? người ta suốt ngày đi làm ruộng làm sao mà biết volume của chúng mày. Phê chứ. Nhưng mà anh hỏi ví dụ cây này từ từ chị tới à. Rồi. Bên một phần số 2 này cái gì? Cái bên cái bộ phận số 2 là cái tần rung tiếng này nó, em nghĩ là anh không cần quan tâm đến nó nhiều. Từ từ ha. Dạ, rồi ok, nhấn cái tab lô tiếp theo. Nhấn tab lô tiếp theo. Dạ, nhấn đến tab lô số số 3 là sao á. Controller mình bỏ đi nhá. Controller mình chỉnh qua cái sao này. Đó, Nhấn sao. tab lô bên bên này là tab lô gì? Tab lô mình anh khi nào thấy cái chữ effect EQ á, tức là 1 2 3 4 ô số 4 á, anh chỉnh ở số 4 cho em. Nhấn EQ á, ô số 4 á. Ô số 4 là E F F C T Nhắn EQ. tab lô EQ. 2, cái này cho tab lô 2 đây. Về tập lô 2 này, đó. Đó sẽ bắt là đầu sau này. về số 4. Về 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 tập lô số 4 1 này, 2 3 4 này. Đó. Nó sẽ hiển thị là reverb. Đây nó là reverb này. Nó cũng giống như hồi nãy mình chỉnh kia á, mình nhấn vào số 1 là nó sẽ kéo lên. Đó. Anh nghe này, nó vang này. Nó khô như kiểu hến này. Nó khô ra này, bắt đầu mình phải chỉnh cho nó lên, cho nó
cho nó vang một tí, bắt đầu đánh tiếng theo. Rồi, ví dụ được rồi. Ví dụ mình cảm thấy nó hài lòng, mình muốn save lại thì mình muốn save, gọi là save lại, mình muốn lưu lại á. Mình lưu lại như thế nào? Nhấn memory. Nhấn memory. Nhấn memory. Là bộ nhớ, là nhớ. Nhấn memory xong chọn memory. Memory. Ri. Memory. Ok. Memory xong mình nhấn chọn cái ô, ví dụ nhấn memory xong chọn số 1. Ví dụ chọn số 1, tùy ô nào thì tùy anh nhé. Em chọn số 1, xong. Ok. Ví dụ chọn số 1, số 2, số 3, số 5, số 7, số 8 thì tùy. Là cái bằng tiếng hả cái gì? Yeah, đúng rồi, bằng tiếng. Đúng rồi. Chọn số nào thì tùy. Rồi. Hay đó, tùy. Ok. Rồi bây giờ thao tác thứ hai nữa là thao tác từ sửa tiếng ở trong máy. Bây giờ là sửa tiếng, hồi nãy là sửa tiếng sample từ trong máy, y chang như vậy luôn. Nhưng mà em sẽ sửa, anh không cần phải ghi lại, nhưng mà em làm nhanh luôn. Là sửa máy rồi chọn, hồi nãy em nói với anh là chọn tiếng guitar ha. Chọn cái tiếng guitar ở bên này, chọn một cái tiếng guitar mà mọi người và anh là chỉnh. Tiếng trong máy chỉnh thì nó cực hơn, nhưng mà tiếng trong máy nghe nó rất là sạch. Đấy. Cái tiếng anh ga cỏ này. Anh và các bạn nhấn vẫn y chang hồi nãy, nhấn voice set rồi các bạn với anh sẽ chọn là command là lên file, lên cái volume này to này, rồi cái filter này của nó thay đổi này đó. Làm sao mà cái tiếng của nó nghe đó, filter nó lên này rồi sound effect này, sound này thì phải cho sáng lên. Chưa hay thì mình lại chỉnh tiếp. Nghe nên cái tiếng vừa rồi vừa đàn đây là tiếng của máy à? Tiếng của máy luôn mà nó hay vậy đó. Đó. À. Rồi, ok, mình sẽ chỉnh là bright tức là độ sáng tối của nó. Đó, độ delay là chậm mà nó bao nhiêu. Đấy. Đấy, đây là độ tré này. Đó, nó vang delay này. Cho cái tiếng delay lên 63. Bright tức là sáng này là nó lên, cái này là nâng cao nha. Còn anh khỏi phải quan tâm nhiều. Anh có bạn, các bạn nào mà muốn chỉnh thì cứ chỉnh chỉnh tiếng trong máy là như thế này. Đó. Rồi xong là mình nhấn sound effect. Effect thì như em nói hồi nãy á là cái echo là bao nhiêu? Ví dụ như là mình gọi nghe nó gọi là reverb đó. Reverb á, reverb nó bao nhiêu? Sáng này nó vang nhiều này. Mọi người nghe nó hơi ồn thì mọi người có thể kéo xuống, kéo xuống vết về không, nó không có bị vang nữa mà nó chỉ đủ cái câu như vậy. Nhưng mà đưa ra dàn máy ấy, thì mình chơi một keyboard one man ấy, thì nó sẽ không hay. Nên bắt buộc anh và mọi người phải cho cái có cái reverb này giống như mình hát cái câu á, ví dụ alo rồi nó lô 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 chứ khác. Đó là gọi là echo, còn đây không phải là echo mà là reverb thì nó sẽ vang như thế này đó. Đó. Chứ còn nó phải lô 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 nó không có dạng dạng như vậy, nghe nó rất là khó chịu, giọng một tai á. Ở đây này, sai này, tùy tai của mọi người thì em chỉnh ở 90, tùy cái preset mỗi người chọn. Rồi anh sẽ chọn cái chữ bờ và kéo xuống, và anh chọn gain, cái nút gain này lên bao nhiêu này. Đó, thì tùy vừa phải là nó hay, chứ còn mà quá đáng là nó ghê lắm. Rồi ok. Nhưng mà cái này nó tương xứng với nhau cũng được chứ gì? Dạ. Tức cân đối với nhau á. Tức là cái này nó phải cân đối với cái điệu này. Anh nghe sai này. Đó. Mình phải nghe hai bên nó cân đối được với nhau. Đấy. Ví dụ gò trái tim. Nó phải đẹp như vậy.
không to quá, không nhỏ quá, không có chói tai quá. Rồi bây giờ mình muốn lấy một cái tiếng này mà sửa ra thành tiếng, mình muốn lưu một cái tiếng này, mình lưu lại thì lại tiếp tục như hồi nãy luôn, là giống như mình lưu tiếng tranh này á, nhấn memory và mình chọn tiếng số 2 ra. Bây giờ mình muốn thêm một cái tiếng giống như vậy mà số 3 mà là tiếng cổ, thì mình sẽ làm như thế nào? Anh và mọi người làm như em hướng nhấn lên cái 670 á, anh nhấn vào cái full sun đó, là cái chọn này. Rồi anh nhấn vào cái chọn cái phần harmony. Harmony này thì anh sẽ chọn là octave. Đó, cái đây rất là hay, nếu mà chọn octave để mình nhấn harmony lên, phát ra là ra bè này. Cái này là để mình đánh cổ nhạc á, như anh đấy. Em lưu luôn nhạc, thì dạ, là chọn tiếng số 3 đó. Còn mà mình lấy cái nhạc bình thường gọi cờ trái tim là tới số 2 nó sẽ không có cái tiếng đấy. Còn tiếng số 3 thì nó sẽ có cái tiếng gọi là tiếng một cái quán 8 và một cái bè giống như mình đánh như này. Em tắt cái chút nào. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nhấn là nó sẽ ra cái tiếng đó, đánh một nốt nó ra hai nốt này, một quán 8 á. Mọi người dán bình thường vậy. Bây giờ để thao tác là ví dụ như muốn chơi gọi nhạc và anh chỉ ghi là nhấn số 3. Đó, hồi nữa em sẽ lưu cho anh là số 3 ha. Ok, lưu ở số 3 là mình đã nằm ở số 3 rồi.